Mần Mần TV. Tại một buổi ngoại khóa khám phá cây xanh, chúng mình đi qua kia xem tiếp đi. Ừ, ý kiến hay đó, chúng ta đi thôi. Mình phải ghi chú lại mới được. Ây da, chói mắt quá. Lũ ánh sáng này là gì đây ta? Để coi nào. À! Chào cậu. Đây sẽ là bí mật của mình. Để mình xem nào. Chào cậu. Cậu là ai? Tớ là Amanda. Hả? Amanda nhận ra không chỉ có mình mà còn tồn tại Amanda khác sống trong thế giới gương nữa. Hóa ra cậu là Amanda ở trong thế giới gương hả? Đúng rồi nè. Thế trong đấy có gì vui không cậu? Tất nhiên là vui rồi. Chỗ tớ có bao nhiêu gà rán, ăn tùy thích luôn. Wow, nhìn hấp dẫn thế. Cậu có muốn vào đây chơi không? Tớ cũng muốn. Vậy thì cậu đặt ta lên gương giống tớ đi. À! Chào mừng cậu. Ở đây đẹp thật đấy. Amanda, cậu nhìn này. Tèn tèn. Wow, trong này tuyệt quá. Lại đây Amanda. Chưa hết đâu, cậu ngồi xuống đây. Husky, nhảy cho ta xem. Husky, nhảy sôi động nữa lên nào. Husky tiếp tục nhảy mạnh mẽ hơn dưới sự chỉ đạo của Amanda thế giới gương. Quái, tuyệt quá cậu ơi. Nếu cậu thích thì cứ chơi với Husky nha. Nhưng mà đến giờ tớ phải về học bài rồi. Cậu cứ ở đây chơi đi. Tớ sẽ dùng phép thuật biến thành cậu. Rồi tớ sẽ đi học hộ cậu. Vậy cũng được nữa hả? Tất nhiên rồi. Thế là Amanda đã chấp nhận hoán đổi thân phận với Amanda trong thế giới gương. Thích quá đi. Ngươi dễ tin người quá đi. Ngươi hãy thay ta sống cái cuộc sống chán ngắt ấy đi. Cuối cùng thì mình cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Để coi nào. Ngăn tủ này là gì đây nhỉ? Giấy gì vậy ta? Điểm như thế này cũng đòi sống ở thế giới thật. Ở trong đó mà chơi đi nhé. Chắc chắn ta sẽ học tốt hơn và sống cuộc đời ý nghĩa hơn ngươi. Amanda thật sự đã không biết mình đã mắc mưu kế. Và thời gian cứ thế trôi qua nhanh. Sao cậu ấy đi đâu mà lâu thế nhỉ? Mình phải ra ngoài tìm cậu ấy mới được. Hả? Sao vẫn lên căn phòng này nhỉ? Mình phải thử lại lần nữa. Không thể nào. Cánh cửa bên này thì sao nhỉ? À, đáng sợ quá. Mình muốn về nhà. Cậu ấy đi đâu mất rồi? Mình phải làm sao để ra khỏi nơi này đây? Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây. À đúng rồi, cái gương này. Cậu ơi, cho tớ ra ngoài. Làm ơn mở ra đi mà. Có ai đó không? Ngươi gào khóc cái gì? Cứ yên trong đó mà tận hưởng đi. Mở ra cho tớ đi mà. Mình mặc bộ nào đây được nhỉ? Đây rồi, bộ này nhìn rất hợp với mình. Amanda, nhìn xem ta mặc chiếc váy này có đẹp không? Thả tớ ra đi mà. Liệu rằng Amanda thế giới gương sẽ làm gì tiếp theo đây? Còn bé này, này lại dở chứng đi mặc váy. Này, Amanda. Ý, chi vậy ta? Cái bình bị anh đá bóng làm vỡ lần trước. Anh đã thay cái mới rồi. Em nhìn này. Cái bình nào cơ ạ? Anh đã dặn đây là bí mật rồi mà. À em nhớ rồi. Em xin lỗi ạ. Mình đã dặn kỹ thế rồi. Cô bé này lạ thế nhờ. May quá. Tí thì bị phát hiện. Lúc này Amanda thế giới gương đang trên đường đến lớp. Đứng lại đó. Mấy tên các người mà cũng đòi chặn đường ta. Đường này do ta mở. Cây này do ta trồng. Đưa tiền đây ta cho qua. Nộp tiền mãi lộ ra đây. Mãi lộ, mãi lộ, mãi lộ. Thích tiền thì theo ta. Chuyện gì thế nhỉ? Mình phải đi theo xem sao. Cứu với. Đáng đời. Ôi trời, đây có phải Amanda không? Tại sao nó lại có sức mạnh khủng khiếp thế? Không được, phải chuồn thôi. Con bé rất thích ăn gà rán. Con bé đây rồi. Amanda. Lại đây anh bảo. Anh làm món gà rán em yêu thích nhất này. Em không thích ăn gà rán. Chắc chắn đây không phải Amanda rồi. Wow, gà rán. Đúng món em thích. Vậy em gái mình đang ở đâu? Đây không phải em gái mình. Mình chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Chừng nào ngươi còn ở trong gương thì ta vĩnh viễn có cuộc sống tự do.
tôi tiêu rồi. Ai đấy? Ôi mẹ ơi, tạ ơn trời Phật. Amanda, em ở đâu? Anh ơi, cứu em. Em ở đây. Amanda, anh Bình Bon, cứu em. Em bị nhốt ở trong này. Quái lạ nhỉ. Làm cách nào bây giờ? Không, đừng. Gương của ta đâu? Kẻ nào cướp gương của ta? May quá, mày không bị cô ta phát hiện, tẩu thoát được rồi. Mệt chết mất. Chắc là không đuổi kịp mình đâu. Làm sao anh có thể cứu em bây giờ? Anh ơi. Thôi nín đi, đưa tay ra đây cho anh. Tay của mình. Nào, đưa tay đây cho anh. Yeah, em ra ngoài được rồi. Không sao rồi. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Anh tránh ra. Amanda, ngươi, chính ngươi đã làm loạn kế hoạch của ta. Sao ngươi không ngoan ngoãn làm một người anh trai của ta đi? Cô, các ngươi phải chịu sự trừng phạt. Xông lên em. Ôi không. Không. Cuối cùng thì Amanda thế giới gương cũng bị hai anh em nhà Amanda trừng phạt. Thả ta ra. Thả ta ra. Em làm tốt lắm. Ta mà ra được, các ngươi không xong đâu. Để anh giải quyết. Ngươi muốn làm gì? Hãy xem búa thần ta đây. Yeah, anh thật là tuyệt vời. Đi viện kem thôi, anh mời. Yeah. Sống là đâu chỉ nhận cho riêng mình. Chỉ khi con người sống biết sẻ chia, giúp đỡ, yêu thương người khác thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Còn nếu như khư khư giữ bản tính ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình thì sẽ sớm bị loại trừ khỏi xã hội. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chất kỳ, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Hôm qua hứa hẹn trăm đường, hôm nay như tóc đang trường chia đôi. Ghế này là của ta, muốn ngồi ở đây thì phải đóng thuế. Ô hay, thằng này, này sao thế? Ê, chia tay đi. Chết hồng bỏ tớ rồi. Ngoan, ngoan mẹ thương. Thôi kể đi, có chuyện gì? Chuyện là cô ấy chơi tớ đen nên yêu một người đàn ông khác sáng sủa hơn tớ rồi. Hóa ra là một chú tuần lộc đáng yêu. Tình nào mà tình chẳng phai, ai rồi cũng phải mọc thêm hai sừng. Sừng á? Đường đường là bạn của tôi mà lại bị người yêu cấm cho cái sừng. Quá kém. Người chưa yêu bao giờ thì biết cái gì. Sao? Này, đợi tôi với. Không khí thật dễ chịu, rất thích hợp để chữa hồn tâm lành. Bộ hồn này tớ và cả cô ấy đã từng ngồi. Anh này. Nhà đen, ăn xúc xích này, lấp đầy cái bụng, cũng là một cách chữa lành tâm hồn. Cô ấy và tớ cũng từng cùng nhau ăn xúc xích, nhưng mà cái bé hơn như này. Em thấy xúc xích của anh ngon không? Ngon lắm luôn. Tự dưng đau bụng quá, tớ đi vệ sinh nha, chờ tớ một chút nha.
Ai, ai dồi ôi. Cũng đúng chỗ này tớ. Anh phải vào nhà vệ sinh một chút. Vâng ạ. La 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 la. Úi giời ạ. Ôi dồi ôi ôi ôi. Cái thằng chết bầm, đang chơi vui thì yêu với chẳng được, rồi chia tay thì buồn bã, mất cả vui. Thì ai muốn thế đâu. Ê, ê, đây chẳng phải là nhện đen thất bại sao? Sao? Chính là ngươi đã cướp cô ấy. Yeah! À! Châu chấu mà đầu đá xe à? Yếu còn ra gió. Yêu vào đã làm cậu yếu đi rồi. Xem tới đây này. Yeah! À, ôi, ôi, à. Bụng tôi đau quá. Anh em cho hai thằng này nếm trải mùi đời đi. Alo cho cảnh sát, đến đây nhanh lên. Ở đây có đánh nhau à? Cảnh sát đó, chạy mau. Hả? Hai cậu có sao không? Bọn mình không sao. Lần sau các cậu cẩn thận nhé. Mình đi đây. Tạm biệt, tạm biệt. Wow, cậu ấy tên là gì ấy nhỉ? Ôi nhỉ. Cậu gì ơi? Sao rồi, đuổi kịp không? Chồng. Cảm ơn đã giúp đỡ mình. Sau này tớ đã hiểu ra, tớ sẽ không thèm buồn vì thất tình nữa. Cho cậu một cái bánh này. Này, này, sao thế? Biểu cảm này. Không nhẽ cậu đang tương tư là cô gái lúc nãy à? Để tớ, tớ là chuyên gia tình trường, tớ sẽ giúp cậu làm quen cô gái ấy. Thật sao? Tán gái. Thứ nhất, hơi thở đẹp trai. Cậu phải dùng vẻ đẹp trai để thu hút ánh nhìn của cô ấy. Hôm nay tớ đã nhìn thấy cô ấy nhìn cậu rồi, rất có triển vọng. Wow, thế à? Có lý đấy. Thế thì thực hành thôi chứ chờ gì nữa. Ở đây. Tán gái thứ hai, hơi thở của đồng tiền. Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền tiêu thái gia, xây thiên hồ bơi để nuôi ca. Ô ô, dê 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 dê. Cậu bị điên à? Sao cứ bám theo mình vậy? Mình báo công an đó. Cậu yên tâm, còn thức thứ ba và thức thứ tư chưa dùng. Thức thứ ba. Này, lần này tớ sẽ tự làm theo cách của mình. À, các cậu làm gì thế? Bọn kia mau dừng tay. Ái chà chà, tưởng ai? Hóa ra là hai thằng thất bại hôm nọ à? Các ngươi tưởng thế nào? À, bỏ tớ ra. Da. Ai? Ôi, ôi da. Cậu có sao không? Tớ không sao. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu. Chuyện hôm trước, tớ xin lỗi nhé. Hả? Chuyện gì cơ? Trước giờ tớ làm những hành động không giống ai để cậu hiểu lầm. Nhưng mà tớ chỉ là muốn làm quen với cậu thôi. Chào cậu, tớ là Amanda. Từ giờ chúng mình là bạn bè nhé. Rất vui được làm quen với cậu. Yeah! Cuối cùng mình cũng thành công rồi. Ôi da, cái miệng của tôi. Vì cậu hết đấy nhé. Thời tiết gì mà nóng thế. Dễ chịu quá. Cậu làm tốt lắm chắc kì. Cái túi này tôi mới mua đấy. Nhìn thế nào? Nó vừa sang trọng vừa quý phái. Đúng hợp với cậu.
tận hết túi của mình rồi. Chết rồi, rơi hết rồi. Đi không nhìn đường à? Chị ơi, cho em xin lỗi. Tránh ra. Chị, tránh cho ta ra, cái đồ nghèo hèn. Dạ vâng. À, của em mà. Nhìn cái bộ mặt nó kìa. Không. Ui da, là ai ném vào đầu ta thế hả? Đừng để ta nhìn thấy lần nữa. Họ thật là quá đáng mà. Vui quá. Nghèo thì có gì sai? Chẳng nhẽ nghèo cũng là cái tội. Ơi, thật là. Nhà của Bobby. Ngày gì mà xui thế? Tất cả là do cái con nhện đỏ nghèo nàn đó. Đánh nó đi. Đánh cho nó biết thân biết phận. Đến giờ mà vẫn chưa biết hối lỗi. Ta sẽ dạy cho con một bài học. Chúc may mắn nha. Hả? Cái gì đây? Hả? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Hả? Quần áo của mình? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế này là thế nào? Á! À, chuột! Chắc chắn là có kẻ xấu bày trò rồi. Làm sao mà mình lại nghèo như thế này được? Này này, làm gì mà bấm vô ầm ĩ vậy hả? Đây là nhà của tôi mà. Nhà của Haki. Đây là nhà của tôi. Là nhà của tôi. Cậu phải là người rời đi mới đúng. Bỏ ra. Đó là nhà tôi thật mà. Mau đi đi. Ôi da. Nhà của mình. Sao mọi chuyện lại thành thế này? Đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Đúng rồi, chắc đi. Ôi, mệt quá. À, đây rồi. Ừ, à, mình chỉ là người đến sao? Jackie, à, Jackie ơi. Jackie, cậu đây rồi. Ơ, à, cậu là ai? Tớ là Bobby đi mà. Cậu không nhớ tớ sao? Tránh ra, tớ đi mà. Bobby mà cậu ngưỡng mộ đây. Bỏ ra. Ơ, à, à. Cậu là cái trò gì vậy? Tôi là Bobby, người giàu có nhất trường này đây. Thì để mình đi rồi hắn kép chó. Dám làm ta xấu hổ này. À, đau, đau quá. Lần sau nhìn thấy ta thì tránh ra. Đồ nhà nghèo. Nóng quá. Mua kem đi, kem ngon ngọt mát lạnh đây. Hả? Cháu gái mua kem. Kem nhà làm ngon tuyệt vời. Bán cháu một cái. Kem đây. Của cháu hết một đô nha. Ờ, cháu không có tiền. Đưa đây. Định ăn chùa à? Cháu, mọi người ơi, đến ăn kem. Không chất bảo quản, không. Ui da, đói quá. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Tuyệt vời. Ơ, con nhỏ kia, đứng lại. Đứng lại mau. À, đừng đuổi theo nữa. May quá, hắn không đuổi theo nữa rồi. Hả? Người chạy đâu cho thoát. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi mà xong mà. Đừng mà. Dừng lại. Cái gì vậy? Da mà cướp đi. Chết rồi. Muốn làm anh hùng đấy à? Ông sẽ cho người chăn môi lẫn lộn nha. Chú cảnh sát kia. Hả? À, dám lừa tao. Đứng lại mau. Cuối cùng cũng thoát rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Ôi, chị nhìn nè. Chị mau ăn đi cho đỡ đói. Tốt lắm. Có lẽ như thế này đã đủ để Poppy có một bài học rồi. Nào, trở về thôi nào, Poppy. Hả? Mình trở lại rồi. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Khoan đã. Mình đói rồi. Nhìn đó, em xin
lỗi, em xin lỗi. Không, chuyện hồi sáng chị mới phải là người xin lỗi. Em sẽ không giận chị chứ. Em... Vậy chúng mình có thể làm bạn được không? Dạ, được ạ. Yeah, vui quá đi. Chị mang bánh cho em nè, mà ăn đi. Quen đây, cảm ơn, chị cũng ăn đi. Cuối cùng thì Poppy cũng đã tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa. Các em có hiểu những gì thầy vừa giảng bài không nhỉ? Chucky, dậy đi. Ơ thầy, thầy có sao không ạ? Chết rồi là thầy sao? Cậu Chucky, cậu giỏi lắm. Thầy, em xin lỗi thầy ạ. Thầy vẫn ổn chứ ạ? Ồ, chị nói rồi kìa. Buồn cười quá đi. Các em, tao về chỗ ngay cho tôi. Sao về chỗ nhanh vậy? Hả? Đã học dốt lại còn lười nhác nữa hả? Này thì ngủ thật này. Bông đau, bông đau. Ngủ gật để bị tét bông. Có thôi ngay đi không hả? Chúng mày không giúp tao thì thôi, còn trêu chọc nữa. Ơ kìa giận à, đợi bọn tao với. Ôi da. Cái chai này từ đâu bay ra vậy? Sao lại vứt rác ở đây nhỉ? Chẳng có ý thức gì cả. Đưa đây cho tao. Không thể như thế được. Rác từ đâu thì ship nó về đó. Làm tốt lắm ông bạn. Hảo hán đấy. Đứa nào? Là bọn mày ném cái chai vào bọn tao đúng không? Là đứa nào? Cố lên bạn ơi. Là mày sao? Yên nào. Mình có ba, nó có mỗi hai à? Sao phải sợ? Ba với hai, nhỉ. Ba đánh hai á. Lên. Bọn kia, đứng lại ngay. Nó chạy đâu mất rồi? Vừa ở đây mà. Đừng để ông này bắt được mày. Bé tí tuổi mà chạy nhanh thế. Tưởng bắt mình dễ lắm mà. Liêu, nó bắt được em. Đứng lại đó. Khốn kiếp, dám chơi xỏ ta. Bọn chúng đâu rồi? Ta ở đây chứ đâu. Hả? Nhện. Tưởng thế nào, có mỗi con nhện cũng sợ. Đúng rồi, mình có trò này. Để xem mấy người về kiểu gì. Hả? Đừng nói là... Mày đang làm gì vậy Amanda? Trời ơi, giật hết cả mình. Sao mày còn ở đây? Đây là sự trả thù ngọt ngào của tao. Được đấy, hảo ý tưởng. Yeah, đi thôi. Dạ ráng đi, khoai tây lát đi mọi người ơi. Mục tiêu đây rồi. Có phải quán nhà thằng nhện đỡ đây đúng không? Cho bố con nó một bài học, tiện thể thu tiền luôn. Ông chủ, cho hai phần đà ráng. Ok, có luôn. Nhanh lên nào. Sao hai tên này lại ở đây nhỉ? Đây, của anh chị đây. Mấy cái này thì sao ạ? Này ông kia, có một con gián chết trong đây nè, xem đi. Làm ăn như thế à? Anh chị bình tĩnh, chắc là có hiểu nhầm gì thôi. Xin lỗi mà được à, bắt tên đi. 5 phút sau. Không muốn gặp rắc rối thì thi tiền ra đây. Đưa đây nhanh lên. Bố, có chuyện gì vậy ạ? À, mày đây rồi. Hôm nay tao tính nợ mày luôn. Đau, đau quá. Được lắm. Chết rồi, làm thế nào đây? Hai người, theo tôi về trụ sở, nhanh. Cảm ơn anh cảnh sát. Cần gì thì cứ gọi anh. Dạ vâng ạ. Bố không bị thương đâu chứ? Không sao, hôm nay biểu hiện của mày tốt lắm. Chuyện nhỏ mà. La 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 la. Chúa, chú gấu bông kia đẹp quá. Wow. Em bị làm sao vậy? Amanda. Thôi được rồi, anh sẽ mua cho em. Thật à? Em cảm ơn anh. Em thích con gấu bông kia kìa. Mình cũng mang tiền rồi. Anh ơi, nhanh lên. Thôi mình về đi, khi khác anh mua cho. Anh là cái đồ nói dối.
Nhện đỏ sẽ làm gì để mua gấu bông cho Amanda đây? Mình nói dối, mũi mình sẽ dài ra ư? Không được, mình phải tìm cách khác thôi. Mình nuôi bao nhiêu lâu như vậy, này mới có lúc dùng đến. Sao lại còn mỗi tờ 20k thế này? Làm cách nào để mua gấu bông cho Amanda được nhỉ? Ăn vặt nhện đỏ, quần áo nhện đỏ. Úi dồi ôi, nhện đỏ tiêu nhiều thế nhở? Không được, mình phải thắt chặt chi tiêu của nhện đỏ mới được. May quá, chưa bị mẹ phát hiện. Nhân lúc mẹ ra ngoài, nhện đỏ liền lén lút lẻn vào phòng của mẹ và bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Nó đâu vậy nhỉ? À, nó đây rồi. Vẫn còn nặng lắm. Mẹ đã về rồi. Chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? À, đây rồi. Hình như có tiếng gì đó, thôi bỏ đi. Ôi, nóng chết mình mất. Heo ơi, cho anh xin ít tiền mua gấu bông cho Amanda nhé. Được rồi. Không được lấy tiền của mẹ. Như vậy là rất hư đấy. Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ. Cậu phải suy nghĩ lại đi. Biết. Họ phải mua một gấu bông của Amanda thì cậu mới không phải là người nói dối. Sẽ không xấu đâu nhỉ. Ôi không, cậu mau trả lại tiền cho mẹ cậu đi. Amanda sẽ rất thích con gấu bông đó. Trả tiền cho mẹ, trả tiền cho mẹ đi. Ôi, mình phải làm gì bây giờ? Mình sẽ dùng số tiền này để mua gấu bông cho Amanda. Đi thôi. Người thua rồi. Cuối cùng thì nhện đỏ cũng sẽ trở thành người xấu. Cần phải nhanh chóng cứu nhện đỏ. La 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 la, mình mua được gấu cho Amanda rồi. Ơ, sao lại là cậu? Cậu mua được gấu bông rồi à? Tớ mua được rồi, chắc chắn là Amanda sẽ thích. Ta đã mạnh lên rồi. Sợ quá, chạy thôi. À, xem ta đây. Dám ném ta xuống đất à? Sau khi bị ném xuống đất, quái vật hết ghi liền nổi giận và từ từ biến thành khổng lồ. Xử nó cho ta. Ôi, tha cho ta. Ôi, sao không thấy gì nhỉ? Ôi, Amanda, xe máy lại ở đây nhỉ? Đừng hòng đụng đến anh trai ta. Ôi, em gái yêu quý của anh, ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Giải quyết luôn cả con nhóc đó cho ta. Phải làm gì bây giờ hả anh? Có cách rồi. Chết nè. Đầu, đầu của ta. Chết luôn nè. Ôi, đau quá. Đáng trời. Chà, tức chết mất thôi. Bao tấn công chúng cho ta. Mình phải giúp đỡ họ thôi. Người tới số rồi. Chết nè. Còn lâu người mới đánh bại được ta. Xem ta đây. Ôi ớt trời đất ơi. Người chết đi, đồ xấu xa. Cho người biết tay ta nè. Ôi, cái tay của tôi. Lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tại sao ngươi? Phải hỏi nhện đó kia kìa. Amanda ơi, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không làm việc xấu nữa đâu. Đúng lúc này, khi nhện đỏ đã biết hối lỗi thì một luồng năng lượng bay ra và nhập vào thiên thần, khiến sức mạnh của thiên thần tăng lên gấp bội. Không thể như thế nữa. Vậy là cuộc đại chiến cũng đã xảy ra. Cuối cùng thì thiên thần cũng đã tiêu diệt được ác quỷ và đồng bọn của chúng. Ta sẽ trở lại. Hắn biến mất rồi, Amanda ơi. Giờ thì đến lượt em xử lý anh. Ôi,
mình bị làm sao thế này? Ôi, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Làm cái gì mà hét ầm lên thế con? Con lạ ghê. Nhện đỏ nhìn thấy gấu bông của Amanda thì vô cùng hoang mang và sợ hãi. Không, con làm sao vậy? Có chuyện gì thế nhỉ? Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa. Mẹ và Amanda vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên nhện đỏ đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ và Amanda nghe. Không sao đâu con à. Hả? Con chưa có lấy tiền của mẹ. Con phải nhớ, từ bây giờ đừng bao giờ làm việc xấu nữa nha. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Anh ơi, mẹ mua gấu bông cho em nè. Anh em mình cùng chơi đi. Vậy là cuối cùng, nhện đỏ đã biết mình sai và tự nhận lỗi với mẹ.